Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MHDU Channel. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến sự trở lại của Kaiser Rio và Tổ chức Ánh Sáng đã kết nạp thêm một thành viên chất lượng nữa. Cùng theo dõi nha! Sau khi thâu tóm hết cả Obelisk Blue, thì Raiello sẽ là mục tiêu tiếp theo của Tổ chức Ánh Sáng. Họ đang khẩn trương để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, có một sự thật đau lòng, họ không hề quan tâm đến Misawa, dù cho cậu được đánh giá là rất tiềm năng và ưu tú nhất Raiello. Điều này đã làm cậu nhớ đến đoạn hội thoại với Edo ở lần chuyến đi thực tế. Tổ chức Ánh Sáng chỉ tuyển chọn những thành viên tiềm năng, ai không có năng lực sẽ không là mục tiêu của họ. Mặc dù cậu không hề muốn tham gia tổ chức này, nhưng điều đó đã động chạm đến trái tim bài thủ và gián tiếp nói lên rằng cậu không hề có năng lực. Quan tâm thì không muốn vô, mà không quan tâm cũng trách móc, khó lòng ha các bạn. Để chứng tỏ bản thân, cậu tiếp tục miệt mài giam mình trong phòng để nghiên cứu bộ bài mới, đem đi thách đấu thẳng mặt Sayo. Sao anh không thèm để ý đến em? Tuy nhiên, ông ta lấy cớ không chuẩn bị sẵn bộ bài nên giao phó cho Manzume lần này. Cả hai đã từng đối đầu nhau, không biết lần này Manzume có phục thù được hay không. Misawa rút bài, triệu hồi Magnet Warrior Sigma Flux úp một lá và kết thúc lượt. Manzume rút bài, triệu hồi Piton One Kabutop, kích hoạt thêm ma pháp vĩnh cửu căn cứ tiền tuyến. Ở bước Man's Fight có thể triệu hồi đặc biệt từ trên tay một quái thú loại Union cấp 4 hoặc thấp hơn, Beyond 2 Kuwaga Turbo. Một lần mỗi lượt, quái thú này có thể trở thành trang bị cho Kabutop để tăng sức công thủ thêm 400. Thấy quen không các bạn? Misawa tiếp chiêu cùng với bài 7 Magnet Force Flush, trang bị lá bài này cho quái thú đối phương để thành quái thú Flush. Và dĩ nhiên, hai quái thú Flush không thể giao chiến với nhau, cho dễ hiểu là hai cục 500 đều cùng cực sẽ đẩy nhau ra xa. Misawa rút bài, đưa quái thú trên sân và Omega Minus trên tay xuống mộ để triệu hồi Lignia Magnum Plus Minus tấn công, khiến Manzume còn 3.400 điểm. Nhưng khi quái thú Union trang bị cho quái thú bị tấn công, thay vào đó nó sẽ bị tiêu diệt thế, úp một lá và kết thúc lượt. Manzume rút bài, kích hoạt chiếc hổ tham lam để rút thêm hai lá, kích hoạt thêm ma pháp A Feeder of the Phoenix, bỏ một lá trên tay vào mộ Ocha Magic để đưa một lá trong mộ lên đỉnh bộ bài. Khi Ocha Magic bị đưa xuống mộ, Ochama Yellow, Green, Black được thêm vào tay. Kích hoạt tiếp ma pháp Ochama Get Bright, đưa cả ba Ochama vào mộ để triệu hồi tối đa 3 quái thú Union loại máy móc cấp độ 4 hoặc trở xuống từ bộ bài, kết nối với nhau thành Assault Cannon Pedro. Chưa hết, kích hoạt ma pháp Ocha Mandala, hy sinh 1.000 điểm gốc để triệu hồi 3 Ochama trong mộ để kích hoạt khả năng đặc biệt của quái thú. Khi tế một quái thú trên sân sẽ gây 800 thiệt hại cho đối phương, Misawa còn 1.600 điểm. Cậu rút bài, tế quái thú trên sân để triệu hồi Plasma Warrior Atom, có thể giảm một nửa sức công để tấn công trực tiếp đối phương, khiến Manzume còn 900 điểm. Úp một lá và kết thúc lượt. Nếu ở lượt sau, cậu tiếp tục tấn công như vậy thì chắc chắn giành phần thắng. Manzume rút bài, kích hoạt ma pháp Front Chance cho phép chuyển đổi quái thú trên sân thành Combat Sister Beetle có sức công cao hơn trong bộ bài. Hiện tại, lá bài đang úp của Misawa là Magic Cylinder, có thể phản đòn ngược lại quái thú tấn công giành chiến thắng. Nhưng không ngờ cậu đã buông xuôi trận đấu để Manzume kích liễu mình. Thật ra đây là một thuyết âm mưu của Sayo, vì nếu đường đường chính chính thuyết phục Misawa gia nhập tổ chức rất là khó, trí tuệ của cậu sẽ là một chướng ngại lớn, nên ông ta nắm bắt tâm lý và nhìn thấu tâm can của cậu. Vì Misawa không thật sự muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mà là cậu muốn được mọi người công nhận sức mạnh của mình, và để có được cảm giác đó cậu phải gia nhập tổ chức nơi mà cậu sẽ không cô đơn. Một chi tiết nhỏ sau trận đấu, Manzume đã vứt bỏ 3 lá bài Ochama, trong khi đó nó chính là nhân tố giúp cậu chiến thắng trận đấu vừa rồi. Chuyển cảnh sang nội dung tiếp theo. Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại Kaiser Rio, một trong những nhân vật được yêu thích nhất ở Season 1. Sau khi chiến thắng trận đấu đầu tiên ở thế giới ngầm, anh như lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới, một phiên bản đen tối hơn. Có vẻ như sự thay đổi này khá thích hợp ở thời điểm hiện tại, nên anh ta đã đạt thành tích thắng liên tiếp 10 trận đấu ở giải Pro League. Chính vì điều này làm cho Sô lo lắng và buồn bã vì hình ảnh người anh trai năm xưa của mình nay trông lạ lắm. Anh ta quyết định đi đến một nơi đã được hẹn trước và cũng lâu rồi không gặp, đó là thầy hiệu trưởng. Tại sao thầy lại ở đây? Một lát chúng ta sẽ được biết. Còn bây giờ, Kaiser mắc đấu bài rồi. Thầy rút bài, úp hai lá và kết thúc lượt. Kaiser rút bài, kích hoạt ma pháp Future Fusion ngay từ sớm để triệu hồi Cyber and Dragon. Cùng mình tìm hiểu về nguồn gốc của quái thú này một xíu.
Thật ra năm xưa, thầy hiệu trưởng chính là sư phụ của Kaiser. Lá bài quái thú này là chứng nhận nhập môn của lò bài Cyber, được truyền lại cho những người lĩnh hội đủ tố chất, và Kaiser là người được nhận nó ngay từ khi mới 9 tuổi. Tuy nhiên, mục đích của Kaiser đến đây là không phải ngồi ôn lại kỷ niệm, mà là lá bài còn lại của môn đạo Cyber. Nó được xem là một bộ bài hung tàn, đi ngược với quy định của trường, nên ngay khi được tạo ra, nó đã bị cấm và phong ấn bởi tổ sư. Kaiser quyết định đánh bại thầy để kế thừa bộ bài đó. Quay trở lại trận đấu, thầy đáp trả bài 7 Cyber Shadow Gardner được kích hoạt ở bước Man's Face của đối phương. Nó sẽ biến thành cái bóng của quái thú đối phương với cùng sức công thủ. Nhưng Kaiser kích hoạt Diffusion tách quái thú ra, và đối phương không thể là cái bóng của tất cả quái thú. Cùng hy sinh một con, cả hai con còn lại có thể mang tới chiến thắng sớm cho Kaiser. Nhưng thầy lật bẫy Pyrox Sacrifice được kích hoạt khi quái thú bị tiêu diệt sẽ được triệu hồi một quái thú có trên tay, Cyber Ogre. Khi bị tấn công, thầy tiếp tục hy sinh một Cyber Ogre xuống mộ để người chơi và quái thú hai bên đều không chịu tổn thất. Đồng thời, đến bước chiến đấu tiếp theo được tăng thêm sức công tương ứng với sức công quái thú mà nó giao chiến. Kaiser định úp một lá và kết thúc lượt. Thầy vừa rút bài thì anh ta kích hoạt 7 Attack Reflector Unit tới Cyber Dragon trên sân để triệu hồi Cyber Period Dragon, có khả năng một lần mỗi lượt sẽ vô hiệu hóa đòn tấn công của đối phương. Thầy kích hoạt ma pháp Monster Reincarnation, bỏ một lá trên tay để lấy lại hai lá trong mộ, úp một lá bài và kết thúc lượt. Kaiser rút bài, triệu hồi thêm Proto Cyber Dragon, kích hoạt ma pháp Proton Generator Unit tế hai Cyber Dragon trên sân để triệu hồi Cyber Laser Dragon, có khả năng một lần mỗi lượt sẽ tiêu diệt một quái thú có sức công thủ cao hơn nó. Thầy lập tức kích hoạt ma pháp tức thời Scrap Fusion, chọn những quái thú thuộc thành phần dung hợp trong mộ đối phương, loại những quái thú đó và triệu hồi đặc biệt một quái thú dung hợp. Ngạc nhiên chưa? Kaiser đánh úp một lá và kết thúc lượt. Thầy rút bài, kích hoạt chiếc hũ tham lam để rút thêm hai lá, triệu hồi Cyber Esper tấn công Cyber Period Dragon, nhưng Kaiser đã dùng khả năng của nó để vô hiệu đòn đánh. Thầy lập tức tấn công tiếp khiến Kaiser còn 2400 điểm. Úp một lá và kết thúc lượt. Kaiser rút bài, thầy kích hoạt khả năng của Cyber Esper cho phép nhìn lá bài đối phương vừa rút, chiếc hũ tham lam, kích hoạt luôn để rút thêm hai lá, hy sinh 1000 điểm gốc để lật 7 Lost Pride. Bỏ một lá bài ma pháp trên tay để lấy lên tay một lá ma pháp trong mộ đối phương, đó là Scrap Fusion, kích hoạt tiếp Ruleless Denial, đưa ngẫu nhiên một quái thú trên sân xuống mộ để đưa ngẫu nhiên một lá bài trên tay đối phương xuống mộ, đó là Cyber Ogre. Kaiser đã đoán đúng khi thầy kích hoạt Monster Reincarnation để lấy nó trở về. Vậy là trong mộ của thầy có đến hai Cyber Ogre. Kaiser lập tức kích hoạt ma pháp tức thời Scrap Fusion để triệu hồi Cyber Ogre 2, có khả năng tăng thêm sức công bằng một nửa sức công quái thú đối phương. Vẫn chưa đủ, kích hoạt thêm ma pháp Limiter Removal để nhân đôi thêm sức công, kết liễu trận đấu một cách không khoan nhượng. Theo như giao kèo, cậu đã sở hữu bộ bài mặt tối của Cyber. Sau đó, thầy đưa cho anh một huy chương. Thời gian qua, thầy đã đi đến nhiều học viện và tổ chức chuyên nghiệp để tìm những bài thủ có trình độ nhằm tổ chức một giải đấu thế giới. Huy chương đó là vật chứng nhận cho bài thủ đủ tư cách tham dự, và thầy mong muốn Kaiser sẽ tham gia. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like và subscribe để không bỏ lỡ một video nào hết nha. Bye bye!